Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử một bộ hát karaoke gồm một đôi loa DMX sở hữu bass 30 và một tép kèn, và đặc biệt là tép kèn của dòng DMX bass 30 này thì nó được sở hữu tép kèn neo nhá, nên là chất âm của nó rất chính là sáng. Và phối ghép một bộ này là gồm một đôi loa BK BS 880 này, vỏ gỗ lạng nhá, sở hữu một bass 25 và hai tép. Sự kết hợp giữa loa nằm và loa phun, loa đứng thì nó mang ra chất âm hòa quyện vô cùng. Và em phối ghép cho một bác khách một chiếc vang số nữa và một chiếc đẩy bãi. Đây là một chiếc vang số bên em mới về, thì bên em cũng set up luôn cho bác vào một bộ karaoke này. Chiếc vang số này thì nó chạy chip X5 nhá, chip analog của Mỹ, nên là chất âm của nó rất chi là tuyệt vời. Đây con chip rất chi là to nha các bác nhá. Đây ạ. Với sản phẩm hàng vang bãi thì nó rất chi là ok rồi, tiếng của nó rất chi ngọt ngào, và bên em setup thì nó rất chi là ok rồi. Và rất nhiều các bác khách cũng đã ủng hộ bên cửa hàng bên em, cũng cho anh em setup từng chiếc vang cho các bác theo đơn đặt hàng. Đây là anh em cũng bỏ hết ra để setup cho các bác vào những cặp loa đứng hay những cặp loa full. Bên em cũng được liên lạc với các bác rồi. Chất âm của dòng vang này nó rất hay, và lời ca tiếng hát của những đôi loa bãi loa xịn của hãng BK thương hiệu của Nhật, và DMX thì nó là thương hiệu của Đức rồi. Sự kết hợp giữa Đức và Nhật nên là chất âm nó rất chi là hay. Alo 1 2 3 4 5. Alo. Chất âm của phần giải mix của nó thì rất chi là hay nhá các bác hát karaoke. Chỉ là tuyệt vời. Giờ đây em sẽ mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của đôi loa DMX phối ghép với chiếc vang và chiếc đẩy bãi này. Chất âm của sản phẩm loa BK thương hiệu của Nhật và những dòng loa DMX thì chất âm của rất chi là hay, và với những chiếc vang số tiếng nó rất chi ngọt ngào. Và em báo giá với các bác đôi DMX này thì bên em đang cung cấp có giá là
9.300.000 và giá rất tình yêu chúng mang nhé, giá tri ân cho các bác. Và với những cặp loa BK này thì bên em đã cung cấp có giá là 4.200.000. Và với những chiếc vàng thì giá rất tình yêu nhé. Có những chiếc vàng bên em nhiều loại vàng, vàng X5 cũng có nhá, nó cũng vào hơn 2 triệu và những chiếc vàng này nó cũng xấp xỉ 2 triệu. Thì các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc nào thì các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và cảm ơn một bác khách bác ủng hộ em chọn bộ hát karaoke. Em cũng xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.